vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m, nên từ nay đến ngày 31 tháng 7 tới đây, ở khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Riêng tại khu vực các tỉnh Tây Bắc, sáng sớm nay sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa dao động từ 20 đến 50mm trong 12 giờ tới, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra tình trạng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo những ngày đầu tháng 8 ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và cả khu vực Nam Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng, có nơi mưa to đến rất to. Tại khu vực thủ đô Hà Nội, từ nay đến ngày 31 tháng 7, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ sẽ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra tình trạng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trong thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố được kiểm soát tốt. Thành phố đã qua 103 ngày không ghi nhận thêm ca mắc bệnh mới tại cộng đồng. Toàn bộ 121 ca mắc đều đã khỏi bệnh. Tuy nhiên hiện nay có khoảng từ 15 đến 20.000 người dân thủ đô đang du lịch tại Đà Nẵng, tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh rất cao. Do đó Hà Nội sẽ triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh. Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, theo thông tin từ Bộ Y tế, loại virus SARS-CoV-2 tại Đà Nẵng là chủng mới, gen khác với các loại đã từng lây lan trên lãnh thổ Việt Nam cũng như các quốc gia vùng lãnh thổ khác. Virus này có đột biến, có khả năng lây nhiễm cao hơn, nguy hiểm hơn. Dịch bệnh này có nguy cơ lây nhiễm từ các nơi khác, trong đó có Hà Nội. Ông Chung yêu cầu các địa phương với tinh thần chủ động, phát hiện kịp thời, ngăn chặn nhanh chóng không để lây lan rộng, tập trung rà soát tất cả những người đi từ Đà Nẵng về Hà Nội từ mùng 8 tháng 7 đến nay. Nhất là những nơi có dịch như quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Những trường hợp này đều phải khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm và tự cách ly tại nhà. Đấy là tôi đề nghị các chí là theo tinh thần của thành phố chúng ta thì tất cả những trường hợp này chúng ta đã đến cái vùng này, và nhất là những ai mà lại có người thân, người quen mà nằm bệnh viện ở các cái bệnh viện này, nhưng mà vào đây thăm thân hay là trông nom bệnh nhân, thì tôi đề nghị các chí tất cả những trường hợp này phải tự giác khai báo y tế và tự giác thông báo, và các cơ sở y tế, các phòng y tế và các trạm y tế, các đội phải đứng nhanh để đi lấy mẫu để xét nghiệm. Thế và trong thời kỳ chờ xét nghiệm thì mọi người phải tự giác cách ly tại nhà. Thì đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là các trường hợp khác đi du lịch tại Đà Nẵng thì chủ động khai báo y tế. Thế và chủ động thường xuyên theo dõi các cái sức khỏe của cá nhân, như là tự đo thân nhiệt hoặc là thông báo cho các cơ sở y tế của phường để đo thân nhiệt và làm tốt công tác vệ sinh cho cá nhân và gia đình. Tức là đây là phải có nước sát khuẩn, thế rồi là phải giãn cách ở trong gia đình làm sao cho nó đảm bảo khoảng cách. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đề nghị người dân cần tự giác theo dõi, giám sát chặt chẽ sức khỏe của mình, tránh ảnh hưởng đến người thân và cộng đồng. Tất cả những trường hợp có biểu hiện ho, sốt trên địa bàn thành phố đều phải lấy mẫu xét nghiệm, trong khi chờ xét nghiệm thì người dân tự cách ly tại nhà. Ngay trong những ngày đầu thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các chợ truyền thống, cửa hàng kinh doanh lương thực thực phẩm ở Đà Nẵng đầy ắp hàng hóa, hoạt động thương mại diễn ra bình thường. Mọi nhu cầu sinh hoạt của người dân được đáp ứng đầy đủ, các biện pháp về phòng dịch nơi công cộng cũng được kiểm soát. Ghi nhận tại chợ Cồn trong sáng ngày hôm qua, hoạt động mua bán vẫn diễn ra bình thường. Mặt hàng lương thực thực phẩm tươi sống phong phú, nguồn cung dồi dào, đảm bảo đáp ứng nhu cầu hàng ngày của người dân thành phố Đà Nẵng trong thời gian thực hiện giãn cách. Tại chợ thì thấy hàng hóa dồi dào, mua bán thì cũng đầy đủ thôi. Còn khách hàng thì họ còn mua còn bán rồi, nhưng mà giá cả cũng lên, cũng lo lắng thực phẩm hàng ngày cũng thiếu. Theo các tiểu thương thực hiện kinh doanh tại chợ, mặc dù thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn 6 quận trung tâm để phòng dịch, nhưng các chợ đầu mối cung cấp hàng thiết yếu vẫn được đảm bảo. Đặc biệt trong thời gian này, tất cả các mặt hàng đều không tăng giá. Thành phố thì cách ly nhưng mà chợ vẫn đông, vẫn đàng hoàng, vẫn đầy đủ nhà thực phẩm để phục vụ cho dân, không thiếu. Giá cả hàng bình thường, giá cả bình thường, không có lên, không có xuống. Để đảm bảo phòng dịch COVID-19 ở nơi công cộng, Ban Quản lý các chợ ở Đà Nẵng cũng đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Ghi nhận tại các chợ, người dân đến chợ giao dịch mua bán đều phải rửa tay và sát khuẩn, yêu cầu đeo khẩu trang trước khi vào chợ, cũng như thực hiện mỗi người giãn cách nhau 2 mét. Vô chợ là phải đeo khẩu trang, còn nếu mà ra vô thì phải có cái bộ phận rửa tay miễn phí đây này. Bên đầu kia thì có cái bộ phận cồn sát khuẩn, là mình cứ thực hiện cái thủ tục đó để mình bảo đảm chung cho cả thành phố.
Khi mà thành phố đang thực hiện giãn cách như này thì tốt nhất là mình nên ở nhà. Khi mà có trường hợp nào mà khẩn cấp như là việc cần thiết thì mình đi chợ mua đồ ăn này nọ thì mình đi. Nhưng mà mình nên đeo khẩu trang với lại mình đứng cách xa nhau ra thì tốt hơn. Hiện những quầy hàng kinh doanh hàng hóa không thiết yếu tại chợ cũng đã đóng cửa phòng dịch. Cùng với đó, người dân thực hiện nghiêm việc hạn chế đi lại và chỉ ra ngoài khi có việc cần thiết. Trên báo Tuổi Trẻ có bài viết Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dùng công nghệ xét nghiệm để tìm ra nguồn bệnh nhanh nhất. Vào ngày 28 tháng 7, tại Trung tâm Quản lý Điều hành Trực tuyến Hỗ trợ Chuyên môn Chẩn đoán Điều trị COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, đã có cuộc họp trực tuyến với các bệnh viện. Cuộc họp được kết nối với các điểm cầu: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển, Bệnh viện Đồng Nai, Sở Y tế Đà Nẵng và Bệnh viện Trung ương Huế. Hiện Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy đang tích cực hỗ trợ Bệnh viện Đà Nẵng về công tác phân luồng bệnh nhân, cách ly, giám sát nhiễm khuẩn, hồi sức tích cực cho các bệnh nhân nặng. Bên cạnh các bác sĩ giỏi thì Bệnh viện Đà Nẵng còn nhận được sự hỗ trợ về máy móc, thiết bị y tế hiện đại như máy chạy ECMO hay máy thở. Cả hệ thống trước hết là hệ thống y tế cần phải chia lửa với Đà Nẵng, không phân biệt giữa địa phương với trung ương, giữa địa phương với địa phương. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế điều động các lực lượng và sử dụng các công nghệ xét nghiệm để có thể tìm ra nguồn bệnh một cách nhanh nhất. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khi xuất hiện nhiều ca nhiễm ở Đà Nẵng và thêm ca nghi nhiễm ở Quảng Nam. Người dân Thành phố Hồ Chí Minh lại đổ xô đi mua khẩu trang y tế, khiến mặt hàng này đang cháy hàng và tăng giá. Bài viết được đề cập trên báo Thanh Niên với nhan đề COVID-19 giá khẩu trang y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh leo thang, trao bảng hết hàng. Phóng viên đến khu chợ thuốc Tây lớn nhất Thành phố Hồ Chí Minh tại đường Nguyễn Giản Thanh, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Khu này trở nên đông đúc, nhiều điểm ùn ứ kẹt xe vào chiều ngày 27 tháng 7 vì người dân đổ về mua khẩu trang sau khi ca nhiễm COVID-19 xuất hiện trong cộng đồng tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Nhiều cửa hàng trong khu chợ thuốc Tây lớn nhất Thành phố Hồ Chí Minh này đã thông báo là hết khẩu trang y tế khi được khách hàng hỏi mua. Một số cửa hàng thuốc khác tuy vẫn còn khẩu trang nhưng số lượng thì không còn nhiều, một số cửa hàng khác lại đưa khẩu trang ra ngay cửa tiệm để chào đón khách. Theo lời một số cửa hàng, giá khẩu trang y tế tăng lên gấp đôi sau một ngày. Ngày 26 tháng 7 thì giá một hộp khẩu trang là 60-70.000 đồng một hộp. Ngày 27 tháng 7, mỗi hộp khẩu trang đã lên tới 120-150.000 đồng một hộp. Tôi có nói là chủ cửa hàng giảm một chút, ba hộp còn 300.000 đồng, thay vì họ đưa ra giá ba hộp là 360.000 đồng, nhưng họ lại không chấp nhận. Và giá thế này thì tôi nghĩ sẽ mua thêm khẩu trang vải, vừa rẻ vừa tiện hơn rất nhiều. Thưa quý vị, diễn tiến dịch COVID-19 đang rất phức tạp khi số ca lây nhiễm trong cộng đồng liên tục được ghi nhận. Vì vậy, việc tự giác khai báo y tế nếu có yếu tố dịch tễ là cách tốt nhất để bảo vệ mình và cộng đồng. Tại thành phố Quảng Ngãi, ngay khi ca bệnh số 419 được công bố, rất nhiều người dân có đi, đến và tiếp xúc với bệnh nhân đã tự giác đến các cơ sở y tế để khai báo. Đã từng tiếp xúc với người có tiếp xúc gần với bệnh nhân 419, nam thanh niên này đã tự giác đến trạm y tế phường nơi mình cư trú để khai báo y tế. Tất cả các lịch trình di chuyển trong suốt thời gian từ ngày có tiếp xúc đến nay đã được thanh niên này khai báo rõ ràng, chi tiết. Tại vì em có tiếp xúc với bệnh nhân 419 nên em muốn bảo vệ, nên em đến khai báo để em muốn bảo vệ cho sức khỏe của mình và cộng đồng nên em đi khai báo. Ngày thứ ba sau khi bệnh nhân 419, ca lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi được công bố, đã có hàng trăm người dân có yếu tố dịch tễ từ vùng có dịch đến để tự khai báo y tế. Ai cũng ý thức được việc chủ động tự khai báo y tế sẽ là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Em từ sinh viên ở Đà Nẵng về, hiện tại thì Đà Nẵng có nhiều ca dịch, nên hôm nay em tới để kê khoa, để ở đây có thể theo dõi được tình hình những người dân về Quảng Ngãi. Công tác đảm bảo an toàn phòng dịch tại các điểm khai báo y tế được triển khai nghiêm ngặt. Tất cả các trường hợp đến khai báo đều phải sát khuẩn tay và được kiểm tra thân nhiệt. Những trường hợp có triệu chứng sốt cao, ho và khó thở sẽ phải cách ly ngay tại nơi khai báo và tiếp tục có chỉ định phù hợp. Có trường hợp trở về từ vùng dịch là hướng dẫn kê khai y tế, đo thân nhiệt. Với những trường hợp mà khuyến cáo cách ly tại nhà, thì hướng dẫn bệnh nhân là ở tại nhà trong vòng 14 ngày, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Tất cả mọi người trong gia đình phải thực hiện theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế. Tự giác khai báo y tế cũng là cách để khoanh vùng, kiểm soát tốt nguồn lây nếu có trong cộng đồng.
không khai báo y tế hoặc khai báo gian dối sẽ là mối nguy cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Thời gian vừa qua, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp. Nhiều vụ lừa đảo xảy ra làm thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của nhân dân và gây hoang mang, bức xúc trong dư luận. Mặc dù đã có nhiều cảnh báo, thế nhưng vẫn có nhiều người bị sập bẫy. Ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình. Nhận được cuộc điện thoại giả danh Viện Kiểm sát, Công an, bà Lưu Thị Can, hơn 60 tuổi, thường trú tại Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội, được yêu cầu chuyển hơn 450 triệu và một số tài khoản do đối tượng cung cấp vì có liên quan đến đường dây ma túy. Khi đến ngân hàng giao dịch, nhân viên ngân hàng thấy những biểu hiện bất thường của bà N nên đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn. Họ bảo rằng là như thế là mình nợ của ngân hàng ACB nào ấy, đấy, thì là ở chỗ Trần Quốc Toàn. Bây giờ có bưu phẩm đấy, giờ tòa án người ta kiện, giờ là phải truyền tiền cho nó giữ hộ. Mà bây giờ là mình là kiểu như là dính vào cái đường dây ma túy, đấy, kiểu có bọn cái đường dây ma túy nó khai ra. Thế nên đọc số chứng minh thư của cô mà. Hoàn toàn chính xác luôn. Đọc của chị có đúng như thế này không? Tên như thế này không? Địa chỉ như thế này không? Mặc dù các cơ quan chức năng đã triển khai các biện pháp tuyên truyền, phát tờ rơi để nhận diện hành vi lừa đảo, chủ động phòng tránh, thế nhưng nhiều người nhẹ dạ cả tin nên vẫn bị sập bẫy. Trường hợp của bà N khá hi hữu khi được nhân viên tại ngân hàng ngăn cản kịp thời. Thì tôi thấy cái biện pháp cảnh báo của công an phường là rất cần thiết và là thiết thực. Nhất là với bản thân chúng tôi và thứ hai là có thể ngăn chặn cho khách hàng không bị mất những khoản tiền. Đây không phải là lần đầu tiên trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng và địa bàn cả nước nói chung xảy ra những vụ việc tương tự. Trước đây đã có rất nhiều nạn nhân bị các đối tượng mạo danh công an, viện kiểm sát gọi điện thoại để uy hiếp, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Đây là loại tội phạm hoạt động có tổ chức, được đào tạo bài bản, sử dụng phương thức thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt để chiếm đoạt tài sản của bị hại. Qua cái thống kê của chúng tôi về những cái vụ việc mà người dân bị gọi điện lừa đảo, phần lớn là những người mà đang trong độ tuổi mà chuẩn bị về hưu hoặc là đã về hưu, là có dành dụm được một số tiền nhất định để gửi vào trong các cái ngân hàng để gọi là tiền của để dành, là bị đối tượng là chiếm đoạt, thì đây là một cái thiệt hại vô cùng lớn đối với những cái cá nhân này, đối với cá nhân của bị lừa nói chung và cái gia đình của họ nói riêng. Thế bên cạnh đó thì cái sự việc và các cái hành vi của các đối tượng này thì đương nhiên là nó là hành vi vi phạm luật, thì cũng là ảnh hưởng chung đến cái công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, là cũng là tác động vào đến cái dư luận không tốt cho quần chúng dân. Cái này trong tới thì quận Kiếm tiếp tục triển khai các biện pháp về phòng ngừa, đấu tranh để làm sao để ngăn chặn và hạn chế cái hậu quả thiệt hại xảy ra. Bởi vì cơ quan điều tra không bao giờ có những cái lệnh bắt hoặc triệu tập mà gọi điện thoại, mà qua bao giờ cũng phải qua thông qua công an cơ sở là cảnh sát khu vực. Thế do vậy là người dân cũng phải hết sức là có những cái cảnh giác đối với những cái hiện tượng của các đối tượng lừa đảo. Tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp bởi đây là loại tội phạm khó nhận diện. Đa số các đường dây tổ chức lừa đảo này có máy chủ ở nước ngoài quy mô lớn. Nếu không được phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả, thì tội phạm sử dụng công nghệ cao sẽ là một thách thức lớn đối với an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội của đất nước. Lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay, thống kê sơ bộ hiện còn hơn 200 du khách không kịp rời thành phố trước 0 giờ cùng ngày. Sở Du lịch Đà Nẵng đã làm việc với một số khách sạn trên tinh thần hạ chi phí phòng ốc để hỗ trợ chỗ ở cho hơn 200 du khách không kịp rời Đà Nẵng. Theo đó, số khách còn lại đang ở lại, Sở đã tìm các khách sạn có giá tốt để họ lưu trú. Sở cũng làm việc với khách sạn về giá cả và khuyến cáo khách sạn phải đảm bảo điều kiện giãn cách và phòng chống dịch. Hiện có ít nhất 6 khách sạn đăng ký đón hơn 200 du khách nói trên. Đây đều là những khách sạn 3 sao nằm gần biển, giá đưa ra hiện tại thấp nhất chỉ khoảng 200.000 đồng một phòng 2 người một đêm. Các khách sạn khác đưa ra mức giá từ 300 đến 600.000 đồng một phòng một đêm. Được biết, khách du lịch của các doanh nghiệp lữ hành đều đã rời khỏi Đà Nẵng trước khi có văn bản dừng đón khách của địa phương. Trước đó, vào 0 giờ ngày 28 tháng 7, toàn bộ hoạt động vận tải đi và đến Đà Nẵng phải tạm dừng theo thông báo khẩn của Bộ Giao thông Vận tải nhằm phòng chống dịch COVID-19. Ước tính có khoảng 80.000 khách du lịch có lộ trình đi và đến Đà Nẵng trong những ngày vừa qua. Trước diễn biến của dịch COVID-19, hàng nghìn du khách cắt ngang lộ trình để rời Đà Nẵng vào đêm qua, trước khi thành phố thực hiện lệnh giãn cách xã hội vào 0 giờ ngày 28 tháng 7. Lo lắng khi trong cộng đồng xuất hiện ca lây nhiễm COVID-19, hàng loạt du khách đã yêu cầu các hãng lữ hành hủy tour đến Đà Nẵng. Đồng thời, hầu hết các tour du lịch trong nước đi đến các địa điểm khác cũng đang ở trong tình trạng thái hoãn để theo dõi tình hình. Theo Cảng vụ Hàng không miền Bắc, trong ngày hôm qua 27 tháng 7,
đã có 54 chuyến bay từ Đà Nẵng về Nội Bài. Hành khách về từ Đà Nẵng sẽ đi cửa ra riêng và được giám sát thân nhiệt bằng máy móc và thiết bị chuyên dụng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết sẽ có khoảng 15 đến 20.000 người từ Đà Nẵng về thủ đô. Trước khi lên chuyến bay thì bọn em phải kiểm tra sức khỏe đầy đủ các thủ tục thì bọn em mới được lên chuyến bay này. Song song với việc du khách rời khỏi Đà Nẵng, tại các công ty du lịch từ ngày 24 tháng 7 khi Đà Nẵng công bố ca bệnh 416, thay vì tư vấn đặt tour như những ngày trước, các nhân viên liên tục nhận được các cuộc gọi hủy tour đi Đà Nẵng của khách. Thế thì giờ cứ chờ hãng họ hoàn lại tiền, em sẽ hoàn lại cho chị nhé. Dạ vâng, 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 em làm chị ạ. Chúng em cũng phải xử lý rất là gấp và nhanh. Là chiều ngày hôm qua là lúc 18:40 là đoàn đã lên sân bay, lên máy bay và trở lại Hà Nội. Thế và chúng em cũng đang đàm phán với đối tác, ví dụ như là dịch vụ lưu trú cũng như là dịch vụ vận chuyển ô tô tại Đà Nẵng là xin hoàn lại hoặc bảo lưu số tiền đấy cho khách hàng. Thì cái này, tất cả những cái chi phí này hiện tại bây giờ cũng chưa được trả lời chính thức, nhưng mà sẽ cố gắng để bảo lưu cái số tiền đấy. Nhưng mà cái khó khăn ở đây là không được hoàn lại tiền mặt mà chỉ là được bảo lưu, nỗ lực để tìm cái phương án và tìm cái đưa ra những cái chính sách tốt nhất cho khách hàng. Một trong các giải pháp được các công ty du lịch đưa ra cho khách hàng hủy tour đến Đà Nẵng là chuyển tour đến một địa điểm khác. Tuy nhiên, trước diễn biến của dịch COVID-19, hầu hết du khách đều tỏ ra lo lắng. Chính vì vậy, các tour trong nước khác cũng đang ở trạng thái hoãn để chờ theo dõi tình hình. Còn những đoàn sắp tới của cuối tháng và đoàn lớn thì hiện nay thì đang thương lượng với khách và với hàng không để mà lùi chuyến. Thì nhưng mà chắc lẽ nếu đi được thì cũng phải là cuối tháng 8, vì du khách cũng muốn nắm là sau 2 tuần thì cái dịch bệnh diễn tiến thế nào. Tại vì những cái địa điểm mà dự trù khách chuyển đến, ví dụ như Phú Quốc hay là Nha Trang hay Quy Nhơn thì cũng chưa biết chắc là có tình hình gì không. Đấy là cái mà các công ty đang tích cực phối hợp cùng ngành y tế và các địa phương để xử lý. Hiện tại, các công ty du lịch đã ngừng tổ chức tour đưa khách đến Đà Nẵng, giải quyết yêu cầu đổi tour, hủy tour cũng như các chính sách bồi hoàn cho du khách. Ước tính có hàng chục ngàn khách sẽ chuyển đổi tour thay thế Đà Nẵng. Tuy nhiên, phương án chuyển đổi cũng đang ở trạng thái tạm hoãn để theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trong thời gian tới.